Xin chào bà con đã quay lại với kênh kỹ thuật cây trồng nông nghiệp xanh. Hiện tại anh em kỹ thuật của nông nghiệp xanh có dịp quay lại một cái vườn bưởi da xanh thuộc khu vực của Long Khánh, thành phố Long Khánh của tỉnh Đồng Nai, để đến tư vấn cho một cái vườn bưởi da xanh. Thì trên màn ảnh bà con đang xem đây là những cái trái bưởi da xanh mà bà con nhìn qua là bà con mình sẽ biết ha, những trái bưởi da xanh bị xô trái dày vỏ. Thì bà con nhìn thấy là biểu hiện bên ngoài này, thì nhìn vào cái trái của mình nó bị sần sùi này, nó không được căng da mỏng vỏ láng da. Thứ nhất á, là cái da mình nó xấu, thứ hai là cái vỏ mình nó rất là dày. Bà con nhìn thấy không, để ý không, gõ vào là nghe tiếng như vậy là bộp bộp như vậy là nó xô này, vỏ mình rất là dày ha. Xô trái, xấu trái và không đẹp trái. Mặc dù là ở đây là gì, cây đã thuần kinh doanh rồi, nhưng mà trái mình nó cỡ to, phải to nhiều trái, nó có thể rơi vào tầm là 3 kg mấy đến 4 kg bà con. Trái xô và nó không đẹp trái ha. Thì mời bà con cùng phân tích những cái nguyên nhân để mà làm cho trái bưởi mình nó bị xô trái như vậy. Trái này rất là nặng này, trái này khoảng 2 kg mấy đến 3 kg á. Nó bị xô trái dày vỏ, khiến thương lái chê và trả giá thấp trên cái vườn cây của bà con. Thì bà con mình phải nhìn nhận cho mình, thứ nhất á là xô do những nguyên nhân gì. Về vấn đề đầu tiên ha, đầu tiên là sai cái công thức đi phân. Ví dụ cái hàm lượng NPK này là mình sai cái công thức đi phân trong cái chu kỳ nuôi trái bưởi da xanh. Đó là vấn đề đầu tiên dẫn đến cái tình trạng nó xô trái. Thứ hai là việc bón phân chuồng không hợp lý, thì nó cũng dễ bị xô. Thứ ba là cái vấn đề mà nếu mà cây sung á, bà con mình để ít trái á, thì nó vẫn bị xô bình thường bà con ha. Đó là thứ ba. Thứ tư nữa là nếu bà con mình dinh dưỡng, bà con mình phun lá, phun những dòng phân lá nó nhiều quá thì dinh dưỡng mình nó dư, thì nó cũng dễ tình trạng nó bị xô trái và dày vỏ. Thì mình mời bà con cùng nhau phân tích từng cái nguyên nhân mà khiến trái bưởi da xanh mình nó bị xô trái ha. Rồi bà con mình xem video á, coi thử mình xem là nói đúng hay là sai ha. Và bà con mình có thể bình luận ở dưới video những cái vườn nào bị xô trái, dày vỏ, thì mời bà con cùng nêu ra những cái quan điểm của mình ha. Đây là những cái quan điểm dựa trên những cái kinh nghiệm đi vườn thực tế với bà con nông dân, thì mình chia sẻ cho bà con. Thứ nhất á, là về cái vấn đề đi phân. Vấn đề đi phân á, trong cái thời kỳ trái bưởi da xanh, nhiều vườn á, là cứ tập quán xưa giờ là cứ đi công thức là 3 số cân bằng hoài trong suốt chu kỳ nuôi trái bưởi da xanh. Nhưng như vậy là không đúng. Nếu bà con mình đi công thức 3 số cân bằng, ví dụ 3 số 16, 3 số 18, cứ đi xuyên suốt từ tháng thứ nhất đến khi thu hoạch, thì cái hàm lượng lân rất là cao. Thì cái bưởi của mình nó dư lân, nó dư lân thì nó dễ tình trạng bị xô trái và dày vỏ. Thì mình chỉnh lại công thức đi phân. Ví dụ từ tháng thứ nhất đến tháng thứ tư thì cái trái của mình nó cần một cái hàm lượng lân cao và đạm cao để thổi cái trái lớn nhanh và nó hình thành cái vách tế bào. Thì mình cần một cái hàm lượng đạm và lân cao. Thì lúc đó bà con mình sẽ đi cho mình cái công thức là 20-20-15 hoặc là 30-10-10. Hoặc là bên mình là có cái dòng Mixgel á, Mixgel nó thay thế những cái dòng mà NPK đó. Mixgel là những cái dòng mà hữu cơ, nó nghiêng về cái đạm hữu cơ ha. Vẫn có hàm lượng đạm lân kali nhưng mà nó hàm lượng đạm hữu cơ nó cao. Đó là vấn đề về đi phân từ tháng thứ nhất đến tháng thứ tư. Vấn đề thứ hai là từ mà tháng thứ tư trở về sau thì bà con mình sẽ đi công thức là mình sẽ đi công thức đó là giảm lượng lân và tăng hàm lượng kali lên. Mình sẽ đi công thức là 17-5-23 hoặc là 15-5-25. Thì bên nông nghiệp xanh đó là có dòng là K-max amino. Mình thay thế và bà con mình cứ xen kẽ K-max hoặc là 17-5-23 để cho cái trái mình nó được lên màu đẹp. Đó, thì mình chỉnh lại cái công thức đi phân. Mình chia cái giai đoạn bón phân cho trái thành 3 giai đoạn: tháng thứ nhất đến tháng thứ hai, tháng thứ ba đến tháng thứ tư và từ tháng thứ tư đến khi thu hoạch. Mình chỉnh công thức như vậy á để sau này cái trái mình nó sẽ đẹp trái. Đó là cái vấn đề đi phân. Thứ hai là cái vấn đề phân chuồng. Cái vườn này á là xô trái là do anh bón phân chuồng quá nhiều. Đặc biệt là cái dòng phân bò, vườn này là bón phân bò ha.
phân bò quá nhiều thì nó cũng dễ bị sổ trái. Thì bà con mình phân chuồng á thì bà con mình cũng hạn chế bón thôi. Một năm thì mình vào cho nó 2 lần với một hàm lượng rất ít thôi. Phân chuồng á là một dòng hữu cơ truyền thống. Bà con mình bón sao cho nó hợp lý ha, nó không bị tình trạng là lạm dụng phân chuồng quá, nó dẫn đến tình trạng nó sổ trái và dày vỏ và thương lái mình bán nó không được giá cao ha. Cái trái bà con mình vào như vậy là người ta chê rồi đó, người ta chê cái trái mình nó không đẹp trái rồi đó, thì bà con mình cân đối được cái hàm lượng phân chuồng cho nó hợp lý, bón nhưng bón vừa đủ và không bón nhiều. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa đó là vấn đề về dinh dưỡng để mà phun dưỡng trái trong cái thời kỳ nuôi trái. Tại vì sao nông nghiệp xanh là nếu mà dinh dưỡng á, phù hợp á, là bà con mình xài những cái dòng dinh dưỡng nào cũng cân chỉnh cái hàm lượng, cân đối với hàm lượng lân kali ở dạng phân bón lá. Ví dụ những cái thời kỳ đầu á thì bà con mình sẽ xài cho mình những cái dòng, ví dụ là power là một dạng phân bón lá ở dạng cân bằng, công thức là 15 10 15, thì nó sẽ thúc trái mình nó tròn đều. Còn mà chuyển qua những cái tháng sau rồi á thì bà con mình sẽ chỉnh lại công thức, ví dụ là RIT 10 là 7 0 12, tăng hàm lượng kali lên, bỏ thằng lân đi cho nó đẹp trái. Thứ ba nữa là về vấn đề mà phun dưỡng trái định kỳ, thì nếu bà con mình phun dày á, ví dụ 7 ngày, nếu bà con mình có điều kiện 7 10 ngày phun một lần á, thì nó cũng dễ bị sổ. Dưỡng trái định kỳ tùy cái lực cây, bà con mình phun cho mình tầm 1 tháng á, phun cho mình 2 lần là được. Mặc dù nó tốt nhưng bà con mình phun nhiều quá nó cũng bị sổ, tại vì nó dư dinh dưỡng, nó bị sổ trái. Đó là vấn đề về cái liều lượng phun, giãn cách ngày phun làm sao cho nó hợp lý, thì như vậy nó đỡ tình trạng bị sổ. Thứ tư nữa đó là vấn đề mà nếu mà cái cây mà bà con mình cảm thấy cây mình nó sung, bà con mình để ý cây mà sung, bà con mình để ít trái thì nó cũng dễ bị sổ, tại vì dinh dưỡng của mình nó đang tập trung vào nuôi ít lứa trái. Bà con mình để ý là cây mà nuôi trái nhiều thì nó đỡ bị sổ hơn này, cây này neo trái nhiều thì nó đỡ bị sổ hơn này, những cây bên kia là nuôi trái ít thì nó dễ bị sổ ha. Đó là những cái nguyên nhân, phân tích những nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng là sổ trái trên cây bưởi da xanh. Bà con mình cùng nhìn nhận xem mình nói đúng hay là sai ha, có thể bình luận ở dưới video. Mà cảm thấy video mình nói hay á thì có thể cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh để mà ủng hộ mình làm những video mà hữu ích tiếp theo cho bà con nông dân. Rồi khi mà bị sổ trái rồi á thì mình sẽ có những cái cách khắc phục gì và mình làm gì cho nó đỡ tình trạng bị sổ trái. Thì bên nông nghiệp xanh á, nếu mà sổ trái như vậy ha, sổ mà sổ lúc nhỏ, sổ lớn thì coi như là bỏ cái lứa này rồi, lứa này mình không nói được. Tại vì nó lớn rồi thì nó khó giải quyết được vấn đề dinh dưỡng trái lắm bà con. Khi trái nhỏ sổ vẫn chỉnh được. Thì bà con mình lưu ý đến cho mình, đó là thứ nhất là về công thức đi phân. Sẽ đi cho mình những công thức mà giảm thằng lân lại. Ví dụ như 17-23 đó, 15-25, giảm thằng lân lại và tăng kali lên. Đó là thứ nhất. Thứ hai, bà con mình sẽ xài cho mình cái dòng là Fluvigel. Cái ân Fluvigel á là nó có công dụng là nó làm căng cái da ra. Bình thường bà con mình thấy cái đít mình nó hơi bị túm túm lại không? Và cái da mình nó không được sáng. Nhưng mà nhờ cái thành phần của Fluvig á là giúp mình nó căng da. Nó căng da, mỏng vỏ, giãn nở tế bào ra thì nó đỡ tình trạng bị sổ trái. Đó là Fluvigel bà con mình có thể vừa tưới vừa phun. Và chi phí nó rất tiết kiệm. Một cái xô Fluvigel thì nó có giá là 1,5 triệu. Nhưng bà con mình có thể pha được 8.000 lít nước, tương đương với 40 phi 200 lít để mà phun lá. Nó rất là tốt. Kết hợp bộ đôi Fluvigel cộng ca mắc để mà dưỡng trái từ tháng thứ tư đến khi thu hoạch, cho cái trái mình nó lên màu đẹp, căng da, mỏng vỏ. Tại vì sao những cái vườn theo quy trình của nông nghiệp xanh là bà con mình để ý là cái trái của mình á, nó rất là đẹp trái. Tại vì mình cân chỉnh được cái hàm lượng dinh dưỡng tùy thuộc vào cái thời điểm trái. Trái nhỏ mình sẽ đi công thức khác, trái lớn mình sẽ đi công thức khác, để cho làm gì? Để cho cái trái mình nó phù hợp với dinh dưỡng và cái trái mình nó sẽ căng da, mỏng vỏ, đẹp, lên màu đẹp, ăn ngọt trái. Thì như vậy thì thương lái vào nhà vườn của bà con á, thì mình trả được cái giá nó cao hơn. Chứ mà thương lái vào vườn á mà cảm thấy sồ như vậy này thì thương lái sẽ trả rớt giá bà con đi ha, đánh giá thấp cái vườn của bà con thì trả rất là thấp ha. Đó thì mình chỉnh lại cái công thức đi phân. Nếu mà vườn bà con mình trái mà trái nhỏ, ví dụ trái nhỏ bằng tầm đó mà nó bị sồ, nó có cảm giác sồ rồi, thì dùng cho mình đó là bộ đôi Camac Amino cộng Fluvigel.
đó là mình chỉnh lại, chứ trai lớn như vậy là không có chỉnh được ha. Thúc tiên đưa vào nó cũng không kịp được rồi, tại vì trái này là những cái trái sắp thu hoạch rồi. Đó, mình nói những trái nhỏ như vậy này, trái nhỏ như vậy này, đó thì có thể chỉnh được một phần, còn những trái lớn như vậy thì thôi. Đó, qua lứa này thì thôi, mình rút kinh nghiệm mình làm lứa khác cho nó đẹp trái hơn ha. Đó là những cái chia sẻ trên kênh cho bà con mình làm được một cái trái bưởi căng da, mỏng vỏ và chống sâu trái. Nếu bà con mình cảm thấy video này hay, cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Rồi, video đến đây cũng dài rồi, thì mình xin ghép lại video tại đây. Hẹn gặp lại bà con trong những video sau của kênh Kỹ thuật cây trồng nông nghiệp xanh.